Dấn đáp pháp môn Quán Âm. Dấn: Thưa sư phụ, ngài nói rằng sau khi chết lập tức rời khỏi thế giới này, xin hỏi đi đến đâu? Sư phụ: Không phải bất cứ người nào cũng có thể rời khỏi cái thế giới này. Quý vị đến nghĩa trang sẽ hiểu rõ. Người ta ra nơi ấy cúng bái. Điều này có nghĩa là gì? Những người thân của họ đều ở nơi đó. Có phải vậy không? Nếu như sư phụ tưởng tượng rằng tổ tông của sư phụ đời đời kiếp kiếp đều lưu lại nơi phần mộ ấy, đợi sư phụ đến cúng bái, thì sư phụ lấy làm buồn biết bao nhiêu. Hôm nay, sư phụ cùng những đồ đệ dọn từ ngọn đồi của chùa, nơi sư phụ tạm trú, nhìn xuống, mọi nơi đều là phần mộ. Mỗi ngày đều có người đến cái lữ quán vĩnh hằng ấy. Nhìn thấy cái thế giới vĩnh hằng, sư phụ nghĩ mỗi ngày đều có người đến chăm sóc những phần mộ rất đẹp ấy. Có cái rất quý, thậm chí tốn đến mấy trăm vạn. Chúng tôi cất đạo tràng chỉ dùng trúc làm vật dụng, phí tổn mười mấy ngàn, sư phụ cũng đã cảm thấy rất tốn kém rồi. Còn họ là một cái mộ tốn đến mấy trăm vạn mà không cảm thấy đắt giá. Sư phụ thật lấy làm khâm phục họ. Không những vậy thôi, mỗi ngày còn đến đó lễ bái, dường như muốn chúc tổ tiên họ đời đời kiếp kiếp chôn ở nơi đó. Một cảnh thật đáng buồn. Họ rời khỏi thế giới, chúng ta cần nên kỳ vọng họ đi đến những cảnh giới vui vẻ. Chính chúng ta cũng không muốn bị chôn ở một nơi lạnh lẽo như vậy. Sao chúng ta lại chôn tổ tiên mình ở nơi đó? Mỗi năm đều đến nơi đó lại lại. Điều này tượng trưng rằng họ vẫn còn ở đó cho nên mới đến lại. Nếu như không thì đến đó lại ai? Có những lúc chúng ta diễn đạt lòng hiếu thảo nhưng lại làm không đúng chỗ. Chúng ta cần phải đem số tiền này đi cúng dường Phật, Pháp, Tăng hoặc đi làm việc nghĩa. Đem những công đức này hồi hướng cho họ. Rất có thể vì vậy mà họ có được chút phước báo, có thể siêu sanh một chút. Đừng nên đem thật nhiều tiền chôn cùng với tổ tông của chúng ta ở nghĩa trang. Cho nên đừng hỏi sư phụ khi họ rời khỏi thế giới này rồi sẽ đi đâu. Họ đều đi đến nghĩa trang, có phải là một việc rất đau buồn không? Đây là lần thứ nhất sư phụ nói về chuyện này. Sư phụ vốn không dám nói, sợ người ta đau lòng. Nhưng đây là sự thật. Quý vị nghĩ một chút thì sẽ hiểu. Không phải ai cũng có thể rời khỏi thế giới này để đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nếu tin tưởng Phật giáo, tin tưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc thì có hy vọng đến nơi ấy. Nếu tin Thiên Quốc của Thiên Chúa Giáo thì có thể hy vọng đến nơi ấy. Tại sao đã tin tưởng Phật giáo, Đạo giáo đều có thiên đường mà lại còn hỏi sư phụ sau khi chết đi về đâu? Nếu không tin bất kỳ một tôn giáo nào thì phần mộ sẽ là ngôi nhà của chúng ta sau khi chết. Lúc còn sống chúng ta cất những ngôi nhà đẹp đẽ như vậy đó. Thân người rất quý. Sư phụ không biết sự quý giá đó ở đâu. Vừa mới sinh ra thật là yếu ớt. Cả thế giới đều bận rộn kiếm tiền. Kiếm được tiền rồi thì cất một căn nhà để ở sau khi chết. Dấn: Làm thế nào để theo sư phụ học pháp môn Quán Âm? Sư phụ: Rất đơn giản, đi ghi danh là được rồi. Lúc truyền tâm ấn, sư phụ sẽ công khai truyền pháp, nhưng cần phải ăn chay trường. Muốn thành Phật không thể ăn thịt chúng sanh. Nếu còn thích thú nhiều tiền bạc của thế giới này thì sẽ không đi được. Ăn rau cải thì nghiệp chướng ít. Dùng pháp môn Quán Âm, tu hành 2 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày sẽ tạo công đức. Có thể rửa sạch sẽ những nghiệp chướng này. Nhưng ăn thịt không thể rửa sạch sẽ, bởi vì ý thức của động vật rất mạnh, rất lớn. Nó có hạ ý thức, nó ham sống. Cái ý thức tham sống sợ chết rất mạnh. Bất cứ loại động vật nào cũng rất tham sống sợ chết. Nếu chúng ta miễn cưỡng giết nó, nghiệp chướng sẽ bị rất nhiều. Dùng pháp môn Quán Âm không dễ mà rửa sạch được. Cho nên ăn thịt không an toàn, không thể giải thoát. Cũng như chúng ta thiếu người 5 đồng, người ta tương đối dễ dàng tha thứ, có phải không? Nếu chúng ta thiếu người ta 5 vạn đồng thì sao? Ai có thể tha thứ cho chúng ta? Có hiểu không? Lúc chúng ta dọn nhà, nhất định họ sẽ đến tìm. Người chủ nợ gọi cảnh sát đến bắt chúng ta. 5 vạn đồng rất có thể sẽ được trả. Nếu trả không xong,
thì sẽ bị nhốt trong lao ngục, nghe hiểu không? Cho nên sư phụ bảo quý vị ăn chay, bởi vì sư phụ muốn quý vị thiếu 5.000 mà thôi. Sư phụ sẽ xuất hiện trả thay cho quý vị. Nếu như quý vị thiếu quá nhiều tiền, sư phụ bỏ tiền ra cũng vô ích. Bởi vì có người rất hung ác, người đó có thể nói, người đó thiếu tôi, ngài trả tiền vô ích, đó không phải tiền của nó, đây không phải là chuyện của ngài, ngài không thể xen vào. Nó đã khống cáo quý vị thì lúc đó cần phải chờ đợi các quan tuyên án, sư phụ không có biện pháp xử lý, có hiểu không? Ăn thịt cũng cùng một nghĩa như vậy, cần phải cẩn thận. Dấn, nhục thể có thể bay hay không? Sư phụ, quý vị có nhìn thấy chưa? Sư phụ chưa nhìn thấy. Không phải nhục thể bay, mà là hóa thân bay. Dùng cái nhục thể để bay thì chậm lắm. Ví dụ như nhục thể của sư phụ có thể bay đến Hoa Kỳ, Đài Loan sẽ không nhìn thấy sư phụ nữa. Nếu sư phụ bay đến Đài Loan, đồ đệ ở Cao Hồng sẽ khóc. Sư phụ bay đến Đài Bắc, đồ đệ ở Bình Đông sẽ làm sao? Hiểu không? Dùng nhục thể bay là một chuyện khờ dại. Cần phải có hóa thân bay, bởi vì hóa thân mới có 100.000 dạng ức hóa thân, mới có thể vô sở bất tại. Bất cứ nơi nào chỉ cần có người cầu, thì hóa thân sẽ lập tức xuất hiện. Cho nên nói như lai, như khứ. Không cần đi, không cần đến. Điều này mới thật sự là phi thân. Tuy nhiên nhục thân cũng có thể bay được. Bây giờ tại núi Hy Mã Lạp Sơn vẫn còn một số người có năng lực ấy. Bởi vì ở nơi đó sự giao thông không thuận tiện, họ lại có thì giờ rảnh rỗi. Từ nhỏ đã xuất gia, cho nên có thể rèn luyện thuật phi thân. Hiểu không? Núi Hy Mã Lạp Sơn rất cao và rất lạnh. Đường đi lại dài và rất u tịch. Không có máy bay, không có xe hơi, dù cho có cũng không có trạm xăng. Cho nên mới cần phải học thuật phi hành. Dãy núi Hy Mã Lạp Sơn rất dài. Nếu như một người phàm phu có đem ngựa lên cũng không đi dễ hơn chút nào. Lừa cũng có thể bị chết. Có một số sơn dương lớn trên núi Hy Mã Lạp Sơn, lông của chúng rất dày và rậm rạp. Tuy nhiên cũng không thể mang được bao nhiêu đồ. Không thể đi đến những nơi cao và xa. Vì thế họ mới luyện tập thuật phi hành. Họ làm như thế nào quý vị có biết không? Có ai biết không? Có ai muốn nghe không? Mọi người đáp muốn. Câu trả lời này là đương nhiên, cho nên thành Phật không dễ. Bởi vì mọi người ai cũng thích nghe thần thông, không muốn nghe chân lý. Được, sư phụ sẽ nói cho quý vị nghe. Ví dụ có một người muốn bay đến đây, tâm của họ, mắt của họ cần phải hướng về phía trên. Không nhìn thấy bất cứ một thứ đồ vật gì bên đường. Tuy nhiên phải huấn luyện một thời gian rất lâu mới có thể làm được. Cần phải biết nhảy rất xa. Nhảy từ bên này qua bên kia, nhảy mau, cứ tiếp tục nhảy, cũng như con ếch vậy. Tuy nhiên khi nhảy thì khoảng cách phải xa. Lúc nhảy tinh thần phải tập trung. Nếu như quý vị nhìn thấy tinh tú thì phải nhìn không ngừng. Hoặc quý vị nhìn tưởng tượng một vật gì thì phải chăm chú. Mắt không thể động, không thể nghĩ gì khác, cứ một mực bay đến đó, hiểu ý không? Muốn phi hành thì cần phải nhảy rất mau. Lúc huấn luyện thì dùng một sợi dây đen cột lại, sau đó luyện một món đồ ở một nơi, để cho họ nhảy qua đó lượm. Lượm xong rồi lại nhảy trở lại, cũng như lúc còn nhỏ chúng ta chơi trò chơi vậy. Đó là sự huấn luyện thuật phi hành. Có những người luyện thuật phi hành quá giỏi, họ bay vào không trung, bay đến nỗi không thể khống chế, bay đến nỗi không thể rớt xuống. Quý vị có muốn cái tình trạng này không? Nếu muốn, sư phụ sẽ dạy quý vị. Tuy nhiên, sau một thời gian tập luyện thì cần phải dùng thứ dây xích lớn, loại dùng để cột phạm nhân, cột cả thân thể của mình lại. Nếu không, nó sẽ bay mãi không ngừng. Đây là lời nói thật, không phải sư phụ nói giỡn chơi. Nếu quý vị muốn học thần thông ấy, quý vị có thể đến Tây Tạng, tìm những vị lạc ma để học. Sư phụ tuy có thể dạy, nhưng sư phụ không muốn dạy. Học những thứ ấy để làm gì? Bay vào hư không thật là lạnh, không bằng đáp phi cơ, vừa rẻ lại an toàn. Dân, làm sao tôi có thể học thiền pháp môn Quán Âm?
Sư phụ, pháp môn Quán Âm tức là thiền. Thiền là pháp môn Quán Âm. Nhưng hiện tại đại đa số thiền rất thảm. Ghi chú chữ thiền và chữ thảm tiếng Trung Hoa có âm tương tự nhau. Phần đông thiền ngày nay không còn là pháp môn Quán Âm nữa. Quý vị muốn tu gì thì tu cái đó. Nếu quý vị muốn tu pháp môn Quán Âm thì có thể đến học, nhưng phải phát nguyện ăn chay trường, không được liên quan đến việc sát sanh. Chúng ta muốn làm Bồ Tát, chúng ta phải làm những chúng sinh từ bi nhất. Nếu chúng ta ăn thịt của chúng sinh khác, e rằng cái sắc khí của chúng ta không lương thiện. Chúng sinh khi ngửi thấy chúng ta đến là đã sợ rồi, không dám cùng với chúng ta học. Giả sử nói ăn thịt cũng không thể thành Bồ Tát, chỉ là ví dụ mà thôi, chúng ta sẽ biến thành Bồ Tát khủng bố. Chúng sinh ngửi thấy sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi, không ai dám đến học với chúng ta sẽ không có biện pháp cứu họ. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Phật Thích Ca có giảng, những người gọi là tu hành, nếu như vẫn còn ăn thịt của chúng sanh, không thể đạt đến quả vị của Bồ Tát, không thể tu đến đẳng cấp cao nhất, nhiều nhất chỉ đạt được quả vị của Ma Dương. Tuy nhiên đạt được quả vị của Ma Dương không phải dễ, sư phụ chúc mừng những người đó. Muốn đạt được quả vị của Ma Dương thật không đơn giản. Hiện tại chúng ta chỉ là nô lệ của Ma Dương. Quý vị có thể tiếp tục học bất cứ pháp môn nào cũng được. Bất cứ pháp môn nào cũng có thể đạt được đẳng cấp của Ma Dương. Ăn thịt uống rượu đều không thành vấn đề. Nhưng muốn thành Phật, cần phải tu pháp môn Quán Âm, cần phải ăn chay trọn đời, cần phải mỗi ngày ngồi thiền ít nhất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Chỉ cần những điều kiện này. Những điều kiện khác sư phụ không cần, cho nên tu pháp môn Quán Âm là đơn giản nhất. Vấn, kiếp này tôi không giống như người tu hành. Tại sao vợ tôi và con tôi đều muốn đi theo con đường của Phật? Điều này có liên quan gì đến nhân duyên của kiếp trước không? Sư phụ, quý vị có thể đi theo con đường của vợ và con của quý vị, không nên hỏi giới dẫn. Nếu quý vị không muốn đi cũng không có quan hệ gì. Thế giới này có được mấy người tu hành? Nếu quý vị không muốn học Phật, có thể đi theo con đường của những người không tu hành. Đây cũng có thể kể là một con đường. Nếu quý vị không thích Phật giáo thì quý vị có thể theo Thiên Chúa giáo, không nên hỏi điều này. Chúng sinh có những khẩu vị không giống nhau, những con đường không giống nhau. Họ thích gì thì để họ làm cái đó. Hỏi cũng vô ích. Đừng lo chúng là được rồi. Chỉ cần không hại người, tin Phật giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo đều không quan hệ. Có phải không? Các cô ấy ra ngoài lại Phật, về nhà vẫn nấu cơm cho quý vị ăn. Hoặc nếu họ đi tụng kinh, về nhà họ vẫn ủi áo quần cho quý vị. Nếu như họ không bỏ bê công chuyện gia đình là được rồi. Bất luận chúng ta tin tôn giáo nào cũng được, nhưng cần phải lương thiện. Cần phải hoàn thành trách nhiệm của gia đình. Vấn, hôm qua nghe sư phụ giảng kinh, trong một đêm hiểu được rất nhiều chuyện. Lần thứ nhất nghe kinh đã thu hoạch được nhiều như vậy, thật là hân hạnh. Thưa sư phụ, tâm ấn là gì? Có lực lượng gì? Những hoàn cảnh nào thì không thể truyền tâm ấn? Sư phụ, tâm ấn là như thế này. Ví dụ như nhà của quý vị có một cái cửa, cha mẹ để lại cho quý vị một căn nhà rất đẹp. Trong nhà chứa đựng đủ mọi thứ tiền bạc của cải, nhưng quý vị không có chìa khóa để mở, bởi vì quý vị chạy đông chạy tây. Quý vị ở bên ngoài lưu lạc đã lâu, không trở về nhà. Cũng có thể cha mẹ đã giao chìa khóa cho người thân thuộc đáng tin cậy, hoặc là người bạn quen thân giữ giùm. Nếu như chúng ta tìm thấy người quen thân ấy, hoặc người bạn ấy, họ sẽ giúp chúng ta mở cánh cửa đó. Sau đó chúng ta sẽ được vào nhà, từ từ tìm những tài sản của mình ra dùng. Chúng ta muốn bao nhiêu cũng được, chúng ta muốn lấy gì thì lấy. Đó là tâm ấn. Cũng giống như vậy, bên trong chúng ta có thiên quốc, có niết bàn, có Phật, có Bồ Tát, có lực lượng bảo hộ lớn nhất. Cái lực lượng bảo hộ ấy không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả nó lớn như thế nào. Quý vị có thể dùng sức tưởng tượng, trên thế giới này cái gì quý vị thích nhất, tôn kính nhất, sùng bái nhất. Cộng thêm 100 một dạng lần mới có thể tưởng tượng được một chút.
Cái đại lực lượng đó tất cả chúng ta đều có, động vật cũng có, thảo mộc cũng có, tất cả đều có. Nhưng chúng nó không có biện pháp dùng được, chỉ có thể dùng một chút, mà là do tự động dùng. Đó cũng là chúng nó bị tự nhiên dùng, còn chúng ta được dùng chủ động. Chúng ta có thể mở cái lực lượng này mà dùng, đó là tâm ấn. Tâm ấn tức là sư phụ giúp quý vị mở cái lực lượng đó, cái lực lượng tối vĩ đại của quý vị. Sau đó quý vị từ từ dùng, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn rời khỏi đau khổ. Trước đây rất nghèo, nhưng bây giờ đã tìm thấy chìa khóa mở ra bảo tàng của mình. Ta cũng như một vị phú ông vậy, hiểu không? Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 26 tháng 2 năm 1988 tại Cao Hùng, Formosa.